lọc ăn cho. Nằm trong mấy bẹ ha. Ừ, ok. Đi ra con. Tối nay có mời bán nhậu nè. Đó. Cắn tươi luôn đó, nó mới ngon á. Đó. Cuốn nè, cuốn như cuốn chiếu vậy đó. Bắt con lôi nó ra nhẹ nhẹ ra để. Sắp thành con nhộng rồi. Bèo chắc cũng có khoảng 5-70 con. Mỡ rồi, tươi về chim bơ quất. Đủ được ha, phá đó, một em cũng tươi đụng nó lên bỏ là cái xịt bể đít luôn, chặt bể đít nó luôn rồi, nhóc luôn. Bỏ trong đó xích ra chặn đầu nó chưa nè. Đó kìa, cái đó cho đứt nhằn đó ra con. Chăng dắt em ra đây. Đây Lộc nè. Té mấy cái đó ha. Đó hả? Con xanh té này cái đó. Để lấy nha. Nhẹ kêu nhẹ nhẹ. Không có đứt à. Nhẹ đứt. Hả? Móc nhẹ. Cái này thấy kìa. Con này cũng sắp thành con nhộng rồi đó. Thấy không? Nó cuốn vô, nó cuốn vô chuẩn bị thành con nhộng rồi. Cảm ơn. Để nhau.